Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đang có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Sự kiện xảy ra đối với Hoàng Sa năm 1974 luôn là bài học kinh nghiệm xương máu cho không chỉ Việt Nam mà còn cho tất cả những quốc gia có những tranh chấp lãnh thổ biển với một Trung Quốc đầy tham vọng. Năm 1974, Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo có vị trí quan trọng trên Biển Đông, đang trong tầm kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa, đã bị mất vào tay của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ đó cho tới nay, Biển Đông chưa được yên tĩnh. Những sự kiện nối tiếp nhau kéo dài từ Biển Đông cho tới Biển Hoa Đông đã khiến nhiều người ví von khu vực Đông Á hiện nay như đang nằm trên một thùng thuốc súng. Vì sao Trung Quốc dùng vũ lực để tấn chiếm Hoàng Sa vào thời điểm năm 1974 vẫn là một câu hỏi có nhiều cách trả lời khác nhau. Và việc tìm hiểu và lý giải quá khứ luôn là một phương cách để dự báo cho tương lai. Video này nhằm đưa ra một cách lý giải về lý do và mục đích mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974. Vì sao các quốc gia sử dụng sức mạnh quân sự trong các tranh chấp lãnh thổ? Khi phân tích về lý do cũng như thời điểm mà một quốc gia sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết tranh chấp lãnh thổ nào đó, nhiều học giả cho rằng đó là do vị thế của quốc gia đó trong tranh chấp bị yếu đi. Sự yếu đi về vị thế này làm cho quốc gia đó cảm thấy mình sẽ không có lợi thế khi mặc cả lợi ích trong việc giải quyết tranh chấp. Lợi thế trong cuộc mặc cả lợi ích được Taylor Fravel, phó giáo sư về khoa học chính trị, Đại học MIT định nghĩa gồm: diện tích lãnh thổ tranh chấp mà quốc gia thực sự chiếm. Thứ hai là sức mạnh quân sự của quốc gia trong đối sánh với lực lượng quân sự của đối phương trên vùng tranh chấp. Khi một quốc gia thấy rằng vị thế của đối phương trong tranh chấp ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với việc vị thế của họ ngày càng suy giảm, thì rất có khả năng quốc gia đó sẽ tiến hành biện pháp quân sự để khôi phục vị thế của họ. Thậm chí, để gia tăng vị thế của mình, họ còn có thể sử dụng biện pháp quân sự để có thể kiểm soát toàn bộ khu vực tranh chấp. Mục đích Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Khi thành lập năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiểm soát rất ít trong số 4 quần đảo, bãi ngầm tại Biển Đông, cũng như không kiểm soát được khu vực đảo Đài Loan. Trung Quốc lúc này đã phải đối đầu với các thách thức, chẳng hạn như chính quyền Quốc dân Đảng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, cũng như trên các đảo khác ngoài khơi tại khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Năm 1951, Trung Quốc đã chính thức đưa ra yêu sách về chủ quyền của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị nhiều quốc gia khác phản đối. Tuy nhiên sau này, Trung Quốc đã quyết định dùng sức mạnh để chiếm đoạt hoàn toàn Hoàng Sa năm 1974. Trung Quốc đã thực hiện việc sử dụng vũ lực và một bối cảnh khiến vị trí của họ trong cuộc tranh chấp đã bị suy giảm. Khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tích cực mở rộng sự có mặt trên Hoàng Sa và các lợi ích ngày càng thấy rõ của biển khơi, đặc biệt là tài nguyên dầu mỏ, khi thế giới đang bước vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Quần đảo Hoàng Sa gồm có hai nhóm đảo chính, nhóm Nguyệt Thiềm nằm ở phía tây nam quần đảo, nhóm An Vĩnh nằm ở phía đông bắc. Năm 1956, quân đội Trung Quốc đã chiếm đảo Phú Lâm thuộc nhóm An Vĩnh. Trước đó, quân đội Pháp đã chiếm đảo Hoàng Sa thuộc nhóm Nguyệt Thiềm. Rồi đến năm 1956, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thay chân Pháp kiểm soát đảo này. Trung Quốc khi nhìn thấy những lợi ích của vùng biển này đã quyết định phải kiểm soát được tất cả các đảo thuộc Hoàng Sa. Vì trước đó, khoảng giữa những năm 1950, các đoàn tàu thương mại của Trung Quốc đã buộc phải đi qua vùng biển cạnh với khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm. Năm 1959, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đảo này, buộc các ngư dân Trung Quốc phải tránh xa khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm này. Tuy Việt Nam Cộng Hòa không tỏ ra có hành động đe dọa nào đối với Trung Quốc tại nhóm đảo An Vĩnh, với ý định mỗi bên sẽ kiểm soát các khu vực biển thuộc xung quanh nhóm đảo mà họ đang kiểm soát, nhưng các hành động của phía Việt Nam Cộng Hòa đã làm suy giảm lợi thế của Trung Quốc. Và vì thế, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự như một biện pháp để phục hồi lại vị thế lợi ích của mình tại đây. Từ đầu những năm 1970, các lợi ích từ tài nguyên biển trên Biển Đông đã trở nên rất quan trọng, đặc biệt là tại các khu vực mà các bên tranh chấp. Năm 1970, Philippines hoàn thành việc khảo sát địa chấn tại các vùng nước xung quanh Trường Sa và năm 1971 bắt đầu tiến hành khoan thăm dò. Trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa cũng bắt đầu việc khai thác nguồn dầu khí ngoài khơi. Và tháng 7 năm 1973, Sài Gòn đã ký kết 8 hợp đồng khoan thăm dò tại những nơi
được cho là có nhiều dầu mỏ trên Biển Đông. Với những giá trị kinh tế của các nhóm đảo ngoài khơi ngày càng gia tăng, các quốc gia khác cũng bắt đầu giành lấy những cấu trúc tại Hoàng Sa, Trường Sa, ở những nơi mà Trung Quốc hoàn toàn không có sự hiện diện nào. Để củng cố cho các yêu sách của mình, Philippines đã chiếm 5 đảo và đá tại Trường Sa trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1971. Đây là lần đầu tiên mà Philippines có sự hiện diện tại vùng lãnh thổ tranh chấp này. Tháng 9 năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố sáp nhập quần đảo Trường Sa vào địa bàn tỉnh Phước Tuy. Các hành động của quốc gia này chỉ trong chưa đầy 3 năm đã đẩy Trung Quốc vào thế bất lợi trong tranh chấp này. Để đáp lại những hành động đó, Trung Quốc quyết định mở rộng sự hiện diện của mình trên những hòn đảo ngoài khơi Biển Đông, nơi có ít sự trợ giúp của các lực lượng hải quân của các quốc gia khác. Đặc biệt là sau cuộc gặp lịch sử giữa Mao Trạch Đông và Nixon đầu năm 1972 và sự kiện Mỹ rút ra khỏi Việt Nam sau Hiệp định Paris đầu năm 1973. Bắc Kinh đã thấy trước một khả năng mới, đó là họ có thể loại trừ khả năng can thiệp của Hải quân Mỹ nếu cưỡng chiếm được các hòn đảo do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Trung Quốc đã sử dụng các ngư dân để gia tăng sự hiện diện của họ trên vùng biển nhóm Nguyệt Thiềm từ năm 1973. Ngày 9 tháng 1 năm 1974, các ngư dân Trung Quốc từ đảo Hữu Nhật áp sát tới gần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam Cộng Hòa đang đóng quân trên đó. Ngày 11 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc công khai thách thức tuyên bố tháng 9 năm 1973 của Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo, các tuyên bố của Bắc Kinh, Sài Gòn gửi thêm một số tàu chiến từ khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm, trục xuất các ngư dân Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Từ đó, dẫn tới sự kiện ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1974, mà sau đó Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng sức mạnh quân sự của mình. Mục đích làm gia tăng vị thế lợi ích là mô tả rõ nhất lý do vì sao và khi nào mà Trung Quốc sử dụng vũ lực trong các tranh chấp lãnh thổ của họ với các quốc gia khác. Hoàng Sa là một ví dụ cụ thể. Trung Quốc đã cho thấy sự quyết đoán của họ khi vị thế của họ trong tranh chấp bị sụt giảm, đặc biệt là khi gặp một đối thủ không mạnh hoặc khi Trung Quốc kiểm soát rất ít hoặc là gần như chưa kiểm soát phần lãnh thổ đang tranh chấp đó. Trung Quốc sẽ tìm cách ra tay. Tuy nhiên, cho dù đã chiếm giữ được toàn bộ Hoàng Sa, Trung Quốc vẫn không nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với Hoàng Sa. Và như vậy, thực sự Hoàng Sa vẫn đang là một vùng lãnh thổ tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp như vậy cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật quốc tế về tranh chấp lãnh thổ. Thế nhưng, những sự kiện đã xảy ra đối với Hoàng Sa năm 1974 luôn là bài học kinh nghiệm xương máu cho không chỉ Việt Nam mà còn cho tất cả những quốc gia có những tranh chấp lãnh thổ biển với một Trung Quốc hiện tại đầy tham vọng. Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc. Đông Nam Á là hướng bành trướng cổ truyền trong lịch sử của Trung Quốc, là khu vực mà từ lâu một số lãnh đạo cực đoan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mơ ước thôn tính. Ý đồ bành trướng của Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ở câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963. Tôi sẽ đưa 500 triệu bần đồng xuống Đông Nam Á. Cũng trong dịp này, Mao Trạch Đông so sánh nước Thái Lan với tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc về diện tích thì tương đương, nhưng về dân số thì tỉnh Tứ Xuyên đông gấp đôi, và nói rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Thái Lan để ở. Đối với nước Lào đất rộng, người thưa, Mao Trạch Đông cũng cho rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Lào để ở. Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 8 năm 1965, chúng ta phải dành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Sau khi giành được Đông Nam Á, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh của chúng ta ở vùng này. Lúc đó, chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô, Đông Âu. Gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây. So với các khu vực khác trên thế giới, Đông Nam Á là khu vực mà Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi nhất, có nhiều phương tiện và khả năng nhất để thực hiện chính sách bành trướng và bá quyền nước lớn của mình. Cho nên hàng chục năm qua, những người lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện chính sách bành trướng ở khu vực này, tạo điều kiện cho chiến lược toàn cầu của họ. Họ xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển lực lượng kinh tế, đe dọa bằng quân sự và hứa hẹn viện trợ về kinh tế để mua chuộc, lôi kéo hoặc gây sức ép với các nước ở khu vực này, hòng làm cho các nước đó phải đi vào quỹ đạo của họ. Họ xâm phạm lãnh thổ và gây ra xung đột biên giới, dùng lực lượng tay sai hoặc trực tiếp đem quân xâm lược, hòng làm suy yếu để dễ bề khuất phục, thôn tính nước này, nước khác trong khu vực.
họ không từ bất kỳ một hành động tàn bạo nào, nhưng họ đã dựng lên tập đoàn Pol Pot Yen Sari, thực hiện chính sách diệt chủng ở Campuchia để phục vụ cho chính sách bành trướng và bá quyền của họ. Trích sách sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua 1979. Cũng theo sách này, Việt Nam có một vị trí chiến lược ở Đông Nam Á. Trong lịch sử, phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược hòng thôn tính Việt Nam, dùng Việt Nam làm bàn đạp để xâm lược các nước khác ở Đông Nam Á. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, những người lãnh đạo Trung Quốc âm mưu nắm Việt Nam để nắm toàn bộ bán đảo Đông Dương, mở đường đi xuống Đông Nam Á. Trong cuộc gặp gỡ giữa đại biểu bốn đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Lào tại Quảng Đông tháng 9 năm 1963, Thủ tướng Chu Ân Lai nói: "Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông Nam Á." Từ Vịnh Bắc Bộ đến quần đảo Hoàng Sa. Từ năm 1973, những người cầm quyền của Trung Quốc tăng cường hành động khiêu khích và lấn chiếm đất đai ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam nhằm làm yếu những cố gắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đồng thời, họ ngăn cản Việt Nam thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Ngày 26 tháng 12 năm 1973, Việt Nam đề nghị mở cuộc đàm phán để xác định chính thức đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ nhằm sử dụng phần biển thuộc Việt Nam phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, phía Trung Quốc đã trả lời chấp thuận đề nghị, nhưng họ đòi không được tiến hành việc thăm dò trong một khu vực rộng 20.000 km2 ở bên trong Vịnh Bắc Bộ do họ tự ý đặt ra. Họ còn đòi không để một nước thứ ba vào thăm dò Vịnh Bắc Bộ vì việc đó không có lợi cho sự phát triển kinh tế chung của cả hai nước và an ninh quân sự của hai nước. Cuộc đàm phán về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1974 đã không đi tới kết quả tích cực nào. Chỉ một ngày sau khi nhận đàm phán với phía Việt Nam về vấn đề Vịnh Bắc Bộ, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, phía Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hải quân và không quân tiến đánh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiếm quần đảo Hoàng Sa từ lâu vốn thuộc một phần lãnh thổ của Việt Nam. Họ nói là để tự vệ, nhưng thực chất đó là một hành động xâm lược, một sự xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam để khống chế Việt Nam từ mặt biển và từng bước thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Hành động xâm lược của họ có tính toán từ trước và được sự đồng ý của Mỹ. Vì vậy, khi đó đại sứ Mỹ Martin ở Sài Gòn đã bác bỏ yêu cầu cứu viện của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và hạm đội của Mỹ ở Thái Bình Dương đã được lệnh tránh xa quần đảo Hoàng Sa. Vì sao chính quyền Nixon im lặng trước biến cố Hoàng Sa? Ngày 20 tháng 1 năm 1974, lúc 16 giờ, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Vương Văn Bắc đã thông báo tình hình quần đảo Hoàng Sa cho Martin, đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, và yêu cầu Hoa Kỳ cho biết sẽ dành cho Việt Nam Cộng Hòa sự ủng hộ nào về vật chất, chính trị với tư cách là nước thân hữu và đồng minh, cũng như với tư cách là quốc gia đã ký kết và bảo đảm cho Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, nhưng không nhận được câu trả lời của Hoa Kỳ. Ngày 21 tháng 4 năm 1974, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã gửi công hàm cho các thành viên ký kết định ước Paris, đề nghị các thành viên lên án và đòi nhà cầm quyền của Trung Quốc không được xâm phạm lãnh thổ Việt Nam theo đúng nội dung điều 1 và điều 4 của định ước này. Ngày 22 tháng 1 năm 1974, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon về biến cố Hoàng Sa vào ngày 28 tháng 1 năm 1974, thông báo tới tất cả các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng Hòa về hành động hiếu chiến của Trung Quốc trong cuộc hành quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Vì sao là một nước thân hữu và đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Mỹ lại im lặng trước biến cố Hoàng Sa? Việc Tổng thống Nixon đi thăm Trung Quốc năm 1972, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói với những người lãnh đạo Việt Nam tháng 6 năm 1973 như sau: "Thành thực mà nói, nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân thế giới phải cảm ơn nhân dân Việt Nam đã đánh thắng Mỹ. Các đồng chí chiến thắng mới buộc Nixon phải đi Bắc Kinh." Kỳ thực, theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chuyến thăm vừa nêu, Trung Quốc đã thỏa thuận với chính quyền Nixon một cuộc mua bán bẩn thỉu trên lưng nhân dân Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc mưu toan dùng con bài Việt Nam để ngoi lên địa vị một cường quốc lớn, bình thường hóa quan hệ Trung Mỹ và giải quyết được vấn đề Đài Loan. Còn chính quyền Nixon có thể cứu vãn và khôi phục địa vị trên thế giới đã bị suy yếu nghiêm trọng do hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh nhằm rút được quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Do vậy,
chính quyền Nixon đã không có bất cứ một động thái nào đáp ứng lại lời cầu cứu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm lược. Và đây cũng chính là bài học lịch sử về việc chúng ta phải không ngừng nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ, tận dụng sự ủng hộ của quốc tế, nhưng phải trên cơ sở phát huy tự lực, tự cường, chứ không thể chỉ trông chờ, dựa dẫm vào những lực lượng bên ngoài để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng ta. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!